tắc, protein bị lỗi phải được loại bỏ để duy trì sức khỏe tốt, và khi chúng không được loại bỏ và tích tụ, các rối loạn nghiêm trọng có thể xảy ra. Cả bệnh Alzheimer và Parkinson từ lâu đều có liên quan đến sự tích tụ của các protein được gấp lại không đúng cách. Các cấu trúc tế bào được gọi là lysosome liên quan đến việc xử lý chất thải trong tế bào, và trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã quan sát thấy rằng rối loạn lưu trữ lysosome có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson. Một số nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thiết rằng tổn thương lysosome đóng một vai trò trung tâm trong rối loạn thoái hóa thần kinh. Khi các tế bào phát hiện chất thải, chẳng hạn như các protein bị hư hỏng đã tích tụ, chúng có thể bắt đầu quá trình dọn dẹp. Lysosome đôi khi được gọi là thùng tái chế của tế bào vì những thứ bị hư hỏng có thể được mang đến đó và các bộ phận bị phá vỡ trong một quá trình được gọi là autophagy. Trong bệnh Alzheimer, các protein tau bị hư hỏng là một dấu hiệu nhận biết của căn bệnh này và nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong giai đoạn đầu của chứng rối loạn, các vấn đề với lysosome và autophagy phát sinh trong các tế bào. Những khiếm khuyết này được cho là có vai trò trong sự tiến triển của bệnh. Trong bệnh Parkinson, nếu có tổn thương trong các bào quan được gọi là ti thể, chúng không được loại bỏ đúng cách. Sự phân hủy đó xảy ra ở các vùng não nơi giải phóng dopamine, dẫn đến rối loạn chức năng vận động. Các khiếm khuyết trong autophagy cũng được cho là có vai trò trong bệnh Parkinson. Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế hiện đã tìm hiểu thêm về quá trình autophagy. Thực quản là những túi nhỏ hình thành xung quanh các phần bị tổn thương của tế bào đang được gửi đến lysosome để thoái hóa. Báo cáo trên tạp chí Hóa học Sinh học, nhóm nghiên cứu đã tiết lộ những chi tiết mới về các protein tạo ra autophagosome và cách chúng được cấu trúc. Các phát hiện bổ sung từ nhóm đã được báo cáo trên Nature Communication. Nếu các tế bào không thể nhận đủ chất dinh dưỡng, một quá trình được gọi là tự động chết hàng loạt có thể được bắt đầu. Nhưng khi những thứ cụ thể được gắn cờ để dọn dẹp, tính năng autophagy có chọn lọc sẽ xảy ra. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng trong nấm men, một loại protein được gọi là VAC8 điều phối sự tương tác giữa các phân tử khác nhau tham gia vào quá trình tự thực và cấu trúc tế bào được gọi là không bào. VAC8 được gắn vào không bào, và vai trò của nó trong quá trình tự động có chọn lọc vẫn chưa rõ ràng cho đến khi có nghiên cứu này. Sự hiểu biết chi tiết về autophagy và sự hình thành của thực quản có thể cung cấp những hiểu biết mới về các bệnh thoái hóa thần kinh và các rối loạn khác. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!